Và Dương Mịch vẫn có cơ hội tái hợp nhờ điều này. Những ai theo sát cặp đôi vợ chồng Lưu Khải Uy và Dương Mịch lại nuôi hy vọng cả hai sẽ quay lại vào một ngày không xa. Cuối năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức tuyên bố chia tay sau khoảng thời gian lạnh nhạt. Đến tận thời điểm hiện tại, cặp đôi này vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, dù đã đường ai nấy đi. Mặc dù giữa họ xảy ra những tin đồn, ông anh chả, bà anh em, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian bắt đầu thì khán giả vẫn có quyền tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp như mơ. Vì thế, mới đây, khi truyền thông Hồng Kông tiết lộ Lưu Khải Uy và Dương Mịch vẫn chưa phân chia tài sản, công ty của họ vẫn hoạt động bình thường thì khán giả lại mong biết đâu cả hai vẫn còn cơ hội quay lại. Như vậy, theo truyền thông Hồng Kông, công ty truyền thông do Lưu Khải Uy và Dương Mịch cùng làm chủ không hề bị phân chia tài sản. Hai người vẫn là cổ đông lớn của công ty, ước tính số tài sản của họ ở Hồng Kông lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bên cạnh đó, hai người vẫn là đồng nghiệp trên danh nghĩa ở công ty gia hành, Lưu Khải Uy cũng chưa hề rút khỏi công ty xong người hâm mộ cũng không nên hy vọng quá nhiều về việc Lưu Khải Uy và Dương Mịt quay lại. vốn dĩ tài sản của họ rất lớn và liên quan mật thiết với nhau nên việc phân chia sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. nếu như nghĩ đến lợi ích chung thì có lẽ cả hai sẽ không động đến số tài sản này. ngoài vấn đề này giữa hai người không còn bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí có nhiều tin đồn cho rằng Lưu Khải Uy và Dương Mịt đang tranh giành quyền nuôi con. sau ly hôn gia đình Lưu Khải Uy cũng không bằng lòng với thái độ thờ ơ của Dương Mịch với con cái. Cuộc hôn nhân của hai người đã có quá nhiều sóng gió mà khó lòng hàn gắn lại. Tuy nhiên, khán giả vẫn có quyền hy vọng biết đâu vào một ngày không xa Lục Hải Uy và Dương Mịch sẽ nghĩ đến bé tiểu gạo nếp và quay lại.